Bye.
Tuấn Hưng nhắn Duy Mạnh, những gì cần nói thì anh em đã nói hết rồi. Những ngày qua, Tuấn Hưng và Duy Mạnh trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khi cả hai đá xéo nhau. Mâu thuẫn được xuất phát từ việc cựu thành viên Quả Dưa Hấu ám chỉ có người đố kỵ với sự thành công của mình. Trong khi đó, Duy Mạnh đáp trả bằng cách chia sẻ link video Tuấn Hưng biểu diễn các sáng tác của anh nhưng lại có lời lẽ không hay. Khi khán giả hỏi Duy Mạnh sẽ xử Tuấn Hưng ra sao, tác giả Kiếp Đảo Đen đã nói rằng anh chưa hề xúc phạm ai một cách vô cớ hay dọa ai. Nhưng anh có nhà có cửa, anh chưa hề cái cú ai. Nó muốn đánh hay dọa anh thì anh mời nó đến nhà anh sẽ mời nó ăn cơm và anh xin lỗi nó. Bảo nó là nghệ sĩ phải làm đẹp cho cuộc sống chứ không phải dọa dẫm đánh người. Chẳng có một thằng nghệ sĩ nào trên thế giới đe đánh người mà trở thành nghệ sĩ thực thụ được em nhé. Sự việc càng thêm căng thẳng khi Tuấn Hưng tiết lộ chuyện anh bị nhiều số điện thoại lạ quấy rối suốt đêm, thậm chí có người cố tình photoshop bức ảnh anh ký tặng cho sinh viên. Thành đang sử dụng chất kích thích. Tối qua ngày 23 tháng 2, giọng ca nắm lấy tay anh ngầm thông báo trên Facebook mâu thuẫn giữa anh và Duy Mạnh được giải quyết êm thấm. Anh nhắn nhạc sĩ người Hải Phòng, những gì vướng mắc cần nói thì anh em đã nói hết rồi anh nhé, xong là xong anh nhé. Tuấn Hưng còn gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm và động viên. Khi nghĩ thông mọi việc thì không có gì bằng thẳng thắn đối diện với nhau để biết rõ sự việc. Tuấn Hưng và Duy Mạnh từng rất thân thiết với nhau. Cựu thành viên Quả Dưa Hấu cũng là người thể hiện thành công một số sáng tác đàn anh như Dĩ Vãn Cuộc Tình và Hãy Về Đây Bên Em, Biết Tìm Đâu. Mối quan hệ của cả hai căng thẳng từ năm ngoái khi thành viên Quả Dưa Hấu hát nhạc của đàn anh mà không xin phép. Điều đó khiến Duy Mạnh tức giận và từng nói giọng ca nắm lấy tay anh là thằng ăn cháo đá bát.